Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Từ đầu năm đến nay, Hà Nam đã có thêm 423 doanh nghiệp thành lập mới. Anh Nguyễn Văn Lực ở xã Lôi Sang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình nuôi cấy thành công đông trùng hạ thảo. Chung kết liên hoan chiếu chèo làng tôi tỉnh Hưng Yên mở rộng năm 2018. Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh xử lý ổ dịch sốt xuất huyết tại trạm lộ. Nam Định kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh dịch vụ cung cấp nước sạch ở nông thôn. Mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hà Nam đã có 423 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký trên 4.560 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2017, thấp hơn cả về số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký đầu tư. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, Hà Nam đã và đang tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc và duy trì nghiêm 10 cam kết của tỉnh đối với các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh đã chỉ đạo các ban ngành liên quan tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, bà con nông dân ở một số xã thuộc huyện Can Lộc, Kim Thành và Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đang thu hoạch cây vụ đông sớm, trung bình một sào trồng cải bắp, su hào cho thu lãi từ 5 đến 7 triệu đồng. Nắm bắt đúng nhu cầu của thị trường tiêu thụ mấy năm gần đây, các xã Gia Lương, Hoàng Diệu, Phạm Trấn, Gia Xuyên, Toàn Thắng, Đoàn Thượng của huyện Gia Lộc, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, xã Đồng Tâm, Tam Kỳ của huyện Kim Thành đều mở rộng diện tích trồng cây vụ đông sớm. Cây chủ lực được trồng là su hào, bắp cải và bầu bí. Bắp cải, su hào, đầu vụ bán giá cao hơn chính vụ. So với các loại cây khác thì trồng các loại cây này trong vụ đông sớm cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Do giá bán bắp cải giống Sakata cao hơn các giống bắp cải khác, nên bà con nông dân ở Gia Lộc, Kim Thành đều tập trung trồng giống bắp cải này. Hiện tại bán giá 9 triệu đồng một sào. Giá thu mua do bắp cải hiện nay khá ổn định, bởi khi trồng bà con nông dân đều phân tách ngày trồng cách nhau để thu hoạch không bị dồn dập. Sự chủ động về thời vụ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và lựa chọn những cây trồng thị trường tiêu thụ mạnh đã mang lại thu nhập cao cho người nông dân vùng trồng rau màu. Là một loại dược liệu quý hiếm, đông trùng hạ thảo khá quen thuộc trong các bài thuốc đông y. Song loài thực vật này chỉ phát triển ở các vùng núi cao trên 3.000 mét, nên rất có giá trị. Việc nuôi cấy đông trùng hạ thảo không hề đơn giản. Thế nhưng trải qua 4 năm tự nghiên cứu, anh Nguyễn Văn Lực ở xã Lôi Sang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã nuôi trồng thành công loại nấm đặc biệt quý hiếm này. Tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao và từng có công việc ổn định tại tỉnh đoàn Thái Bình. Thế nhưng, lý do để anh Nguyễn Văn Lực rẽ hướng sang nuôi trồng đông trùng hạ thảo và trở thành giám đốc tài năng như bây giờ lại bắt nguồn từ ý nghĩa của sự báo hiếu. Thời điểm mà bố mình bị ung thư, ấy, khi người ta giới thiệu đến đông trùng hạ thảo thì cái đông trùng hạ thảo lúc đầu nó như là một vị cứu tinh. Thế nhưng mà trong cái quá trình bố tôi uống thì tôi lại không mua được đông trùng hạ thảo. Cho nên là tôi cũng xác định là tôi sẽ phải làm bằng được, làm đến cùng. Sau khi tự mày mò, nghiên cứu tài liệu liên quan đến đông trùng hạ thảo trong sách báo, trên mạng Internet, anh Lực không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn mua giống nấm đông trùng hạ thảo từ Hàn Quốc để nghiên cứu thử nghiệm. Tuy nhiên, ban đầu do chỉ mới nắm được chút ít kiến thức về đông trùng hạ thảo, nên không ít lần anh gặp thất bại. Ngày nào tôi cũng làm đến 2 giờ đêm. Đấy, có những lúc thì vợ con cũng có những cái ý kiến thế nọ thế kia. Khi cấy vào trong nhộng tằm ấy thì nó không đạt, cái cây nấm nó không phát triển, nó không đạt thì cái con nhộng tằm ấy nó sẽ chết. Nó chết và nó sinh ra mùi rồi nó ôi, nó thối, nó khiến cho cuộc sống gia đình đảo lộn. Sau nhiều lần thất bại, anh Lực rút ra kinh nghiệm, xây dựng nhà xưởng với hệ thống thiết bị nuôi cấy hiện đại, đảm bảo môi trường tốt cho đông trùng hạ thảo phát triển. Bên cạnh đó, anh còn nghiên cứu thành công việc cấy bào tử nấm trên nhộng tằm nguyên con. Cách làm này làm cho đông trùng hạ thảo có giá trị dinh dưỡng và lượng dược tính đạt chỉ tiêu cao. Mình cũng có tham khảo một số các cái bài viết là cái đông trùng hạ thảo này nó rất là hợp đối với các cái ký sinh trùng mà có vỏ kít tinh. Con nhộng tằm của Việt Nam mình nó cũng có cái vỏ kít tinh cứng ở bên ngoài để nó bảo vệ cái đông trùng hạ thảo khi mà phát triển trong con nhộng ấy nó không bị nhiễm các cái lấm tạp.
Hiện nay mỗi tháng, gia đình anh Lực thu hơn 5 tạ đông trùng hạ thảo tươi, tương đương với 50kg khô. Với những ưu điểm của loại dược liệu này đối với sức khỏe, nên các sản phẩm đông trùng hạ thảo tiêu thụ khá dễ và mang lại nguồn thu cao cho gia đình. Bằng sự kiên trì và quyết tâm, thành công của anh Nguyễn Văn Lực đã góp phần bổ sung thêm một nguồn dược liệu quý để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Đặc biệt, mô hình này còn tạo ra cú hích để nông dân và các doanh nghiệp khác trên địa bàn quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao như chủ trương của tỉnh Thái Bình hiện nay. Sản lượng khai thác thủy sản vụ cá năm 2018 của tỉnh Nam Định ước đạt trên 28.700 tấn, tăng 3,4% so với năm 2017. Đạt được kết quả trên là do tình hình thời tiết vụ cá Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh diễn biến tương đối thuận lợi cho hoạt động sản xuất trên biển của ngư dân. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được địa phương chuẩn bị tốt nên hạn chế được tối đa thiệt hại các loại hình thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới. Toàn tỉnh hiện có 2.127 tàu thuyền khai thác thủy sản với tổng công suất là 257.632 CV và tổng số lao động trực tiếp trên biển là 5.738 người. Các đội tàu khai thác tiếp tục được tổ chức lại sản xuất theo tổ đội đoàn kết hợp với dịch vụ hậu cần đã kịp thời hỗ trợ giúp đỡ ngư dân ổn định sản xuất trước những biến động về giá nhiên liệu, vật tư, giá bán sản phẩm. Ninh Bình là một trong 10 tỉnh thành được triển khai dự án trồng rừng ngập mặn, giảm thiểu rủi ro, thảm họa tại Việt Nam do Hội chữ thập đỏ Nhật Bản tài trợ. Đến nay, sau hơn 20 năm triển khai, những cánh rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng ngập mặn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nên hạt kiểm lâm huyện Kim Sơn thường xuyên tuần tra bảo vệ rừng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chủ rừng xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng hàng năm, tổ chức truy quét, ngăn chặn những hành vi xâm hại đến rừng. Tích cực tham mưu cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ rừng hàng năm cũng như từng giai đoạn cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 28 tháng 10, tại sân khấu ngoài trời của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên đã diễn ra đêm chung kết Liên hoan chiếu chèo làng tôi tỉnh Hưng Yên mở rộng năm 2018. Đêm chung kết liên hoan có sự góp mặt của 6 chiếu chèo xuất sắc gồm câu lạc bộ truyền thống huyện Khoai Châu, chiếu chèo thôn Dinh Quốc xã Lương Tài huyện Văn Lâm, câu lạc bộ dân ca và chèo huyện Đông Anh Hà Nội, câu lạc bộ chèo tự nguyện thị xã Chi Linh Hải Dương, câu lạc bộ chèo thôn Tằng Mi xã Nam Hồng huyện Đông Anh Hà Nội và câu lạc bộ Còn Duyên thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Những làn điệu chèo ngọt ngào đằm thắm và phần biểu diễn hấp dẫn của các chiếu chèo tại đêm chung kết đã để lại ấn tượng sâu sắc và chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Kết thúc đêm chung kết, ban tổ chức liên hoan đã trao 8 giải vai diễn xuất sắc nhất, nhạc công xuất sắc nhất cho 8 diễn viên nhạc công. Giải nhất của liên hoan đã được trao cho chiếu chèo thôn Dinh Quốc xã Lương Tài huyện Văn Lâm với trích đoạn Thị Màu lên chùa. Giải nhì thuộc về câu lạc bộ dân ca và chèo huyện Đông Anh Hà Nội với hoạt cảnh Huyền thoại Trà An. Giải ba được trao cho 4 chiếu chèo là câu lạc bộ Còn Duyên thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc với trích đoạn Nô Màu Phú Ông, câu lạc bộ chèo thôn Tằng Mi xã Nam Hồng huyện Đông Anh Hà Nội với hoạt cảnh Gậy Ông đập lưng ông, câu lạc bộ truyền thống huyện Khoai Châu với vở Tình Quê, câu lạc bộ chèo tự nguyện thị xã Chi Linh Hải Dương với hoạt cảnh Thức Tình Thiện Lương. Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức triển lãm ảnh Qua những miền di sản. Triển lãm Qua những miền di sản được tổ chức từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 năm 2018 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Triển lãm trưng bày hơn 100 bức ảnh đẹp của các tác giả nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên mọi miền Tổ quốc. Các tác phẩm giới thiệu về những di sản được UNESCO vinh danh như Vịnh Hạ Long, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, quần thể di tích Cố Đô Huế, khu phố cổ Hội An, quần thể danh thắng Tràng An, nhã nhạc, âm nhạc, cung đình Việt Nam.
Bên cạnh những di sản, triển lãm trưng bày những tác phẩm ảnh, cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc, di tích lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc Việt Nam nhằm giới thiệu đến nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu thêm về giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể về đất nước và con người Việt Nam. Trong thời gian từ giữa tháng 9 đến nay, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã xuất hiện 4 ca dương tính với virus sốt xuất huyết Dengue. Trước tình hình đó, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức triển khai nhiều biện pháp xử lý ổ dịch, không để dịch lây lan, bùng phát. Ngay khi các ca bệnh xuất hiện, cơ quan chuyên môn đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xử lý phòng dịch theo đúng quy định. Tuy nhiên, nếu công tác tuyên truyền và khống chế ổ dịch không tốt, nguy cơ dịch bệnh bùng phát là rất lớn. Vì vậy, Trung tâm Y tế huyện đã tham mưu cho chính quyền địa phương huy động, chỉ đạo sự tham gia của các ban ngành đoàn thể vào công tác phòng chống, không để dịch lây lan. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, Thuận Thành ghi nhận 16 ca nghi mắc sốt xuất huyết, trong đó 9 ca xét nghiệm dương tính với virus Dengue. Việc triển khai tích cực các biện pháp phòng chống dịch từ ngành y tế và các cơ quan chức năng là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, để phòng dịch hiệu quả, cần xuất phát từ nhận thức và hành động của mỗi người dân, mỗi gia đình. Chính vì thế công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh hơn nữa bằng nhiều hình thức để người dân hiểu, nắm bắt chủ trương và thực hiện cùng với các cấp các ngành thì công tác này mới đạt hiệu quả như mong muốn. Hiện nay, do hầu hết các lao động trong các khu cụm công nghiệp là lao động trẻ nên số người hưởng chế độ hưu trí không cao. Tính trong 6 tháng đầu năm nay, có 31 cụm công nghiệp và 10 khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương, mới có 907 người hưởng chế độ hưu trí. Trong đó có 300 người thuộc khối hành chính sự nghiệp, đảng đoàn thể, 204 người thuộc khối doanh nghiệp nhà nước, 94 người thuộc khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh và chỉ có 2 người thuộc khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hưởng chế độ hưu trí. Cũng tại thời điểm này, toàn tỉnh có gần 4.000 người giải quyết bảo hiểm xã hội một lần với số tiền trên 94 tỷ đồng. Nguyên nhân là do người lao động không nhận thức được quyền lợi khi bảo lưu thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí. Một phần không nhỏ trong số này là lao động trong khu cụm công nghiệp. Do chủ yếu là lao động nữ, nên sau độ tuổi 35 khi đã nghỉ làm, việc chốt sổ bảo lưu thời gian công tác còn nhiều, song ít có cơ hội tìm kiếm việc làm, nên hầu hết người lao động giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Để nâng cao chất lượng tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Vận động và khuyến khích nhân dân tự phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình và tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm mỗi tháng 2 lần, vào tuần đầu và tuần cuối tháng. Các tổ thu gom rác thải duy trì việc thu gom rác về nơi quy định. Đến nay, tỷ lệ thu gom rác khu vực thành thị đạt 97,5%, khu vực nông thôn đạt trên 94%. Một số xã đã triển khai xây dựng cải tạo hệ thống rãnh thoát nước khu dân cư, bảo đảm không để ngập úng cục bộ khi có mưa lớn xảy ra. Phong trào trồng và chăm sóc hoa tại các cơ quan công sở, trường học và các trục đường xã, thôn xóm, khu phố được cán bộ công chức viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng tích cực. Huyện Duy Tiên đã trồng được trên 70.000 m2 hoa các loại, gồm hoa mười giờ, chiều tím, hoa sam, hoa cúc, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Để cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn, Nam Định đã tích cực kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh dịch vụ cung cấp nước sạch ở địa bàn nông thôn. Để chủ động kiểm soát đảm bảo chất lượng nước sạch cung cấp cho các vùng nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định yêu cầu các công trình cấp nước sạch tập trung do doanh nghiệp đầu tư phải được các sở ngành tập trung thẩm định kỹ về công nghệ xử lý nước, cơ chế vận hành, nguồn nước, đồng thời đảm bảo cơ số thiết kế có tính dự báo tốt để có thể xây dựng đấu nối mạng lưới cấp nước sạch tập trung cho các xã lân cận trong các năm tiếp theo. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo kiên quyết xử lý các doanh nghiệp cấp nước có vi phạm, sai sót về chất lượng nước sạch, gây bức xúc trong dân với mức xử phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng mỗi lần vi phạm. Việc tăng cường quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án cấp nước sạch nông thôn từ nguồn vốn xã hội hóa, sớm hoàn thiện, đưa vào sử dụng, phục vụ tốt nhu cầu nước sạch của người dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chương trình. Mặc dù dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Rẽ-Ninh Bình, đoạn qua tỉnh Hưng Yên đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa vào khai thác. Tuy vậy, trong thời gian qua, ở một số đoạn,
người dân đã mang tác phế liệu ra đốt ngay trên mặt đường mới thi công, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Theo Ban Quản lý Dự án Đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, thời gian trở lại đây có nhiều người dân và doanh nghiệp lợi dụng đêm tối chở rác và phế thải ra cạnh đường đổ trộm, đốt rác bừa bãi, gây hư hỏng toàn bộ phần đường khi mới được thi công trải thảm bê tông nhựa. Trong đó, mới đây nhất, ngày 21 tháng 10, tại khu vực xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, người dân đã đốt một bãi phế liệu may mặc có chiều dài 20 mét ngay trên mặt đường. Hậu quả là mặt đường bị biến dạng, lớp nhựa bị cháy hết, xuất hiện các vết rạn nứt. Trước đó, tại các khu vực thuộc xã Hồng Tiến, Dân Tiến, huyện Quái Châu và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động cũng đã xuất hiện tình trạng người dân mang rác phế thải ra đốt trên mặt đường. Các phế liệu đốt tại khu vực này chủ yếu là bông, vải của một doanh nghiệp sản xuất giày, may mặc bao bì. Theo đơn vị thi công thì hầu như phần đường đã được trải nhựa áp phan nên việc đốt trên bề mặt khiến cháy hết phần nhựa và gây rạn nứt kết cấu đá, nhựa thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn là mất mỹ quan của đường. Hiện nay đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu hoàn thành dự án trước tháng 11 năm 2018. Việc người dân và doanh nghiệp thiếu ý thức đốt rác gây ảnh hưởng thiệt hại về kinh tế và làm giảm tiến độ của dự án. Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện tham gia giao thông, trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt với trường hợp vi phạm nồng độ cồn, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Để kiểm soát hạn chế những vi phạm giao thông liên quan đến rượu bia, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh đã triển khai thực hiện chuyên đề kiểm soát nồng độ cồn. Qua tuần tra kiểm soát, đã kiểm tra lập biên bản 645 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, trong đó có khoảng 280 trường hợp lái xe ô tô và hơn 360 trường hợp điều khiển xe máy, ước tính thu về kho bạc nhà nước số tiền gần 3 tỷ đồng. Đây cũng là cơ sở để ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp thiết thực hơn trong thời gian tiếp theo. Cùng với sự vào cuộc của lực lượng Cảnh sát Giao thông trong xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Vừa qua tại bãi biển Cồn Vành, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình đã hủy nổ an toàn một quả bom phá nặng 250 kg. Quả bom nói trên do ông Đỗ Xuân Thiều, tổ 18, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình phát hiện trong quá trình đào ao thả cá. Ngay sau khi phát hiện bom, ông Thiều đã báo cáo lên trên. Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố một mặt cắt cử lực lượng canh coi, không để người dân vào khu vực nguy hiểm, mặt khác phối hợp với lực lượng công binh tiến hành xử lý vận chuyển về bãi biển Cồn Vành để tổ chức tiêu hủy. Được biết, đây là loại bom phá ký hiệu MK82 có chiều dài 2,2 m, đường kính gần 30 cm, nặng 250 kg, có sức công phá lên tới 800 m2, do không quân Mỹ ném xuống từ thời chiến tranh. Dẫu vỏ ngoài đã bị phân hủy theo thời gian, nhưng lượng thuốc nổ và kíp nổ vẫn đang trong trạng thái kích nổ, chỉ cần có lực tác động sẽ mất an toàn ngay lập tức. Thời gian vừa qua, lực lượng công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá và bắt giữ hai tụ điểm gồm hàng chục thanh niên đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 26 tháng 10, Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Công an xã Lương Tài kiểm tra đột xuất tại quán karaoke Hoàng Giang ở thôn Khuyến Thiện, xã Lương Tài, do Nguyễn Tiến Lĩnh sinh năm 1986 làm chủ. Trong quá trình kiểm tra, Công an phát hiện tại phòng 301 có 17 thanh niên, gồm 8 nữ, 9 nam có biểu hiện nghi sử dụng ma túy tổng hợp. Tổ công tác đã thu giữ 5 quả bóng bay và một viên nén màu xám nghi là ma túy tổng hợp và một số vật chứng có liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Lê Xuân Hải sinh năm 1998 ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm đã thuê phòng hát để tổ chức sinh nhật, mời bạn bè đến dự và cùng sử dụng ma túy tổng hợp. Các đối tượng đã pha ma túy vào coca để uống. Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2018, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Ân Thi tiến hành kiểm tra quán karaoke Hoàng Sa thuộc thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi do Phạm Thành Công sinh năm 1986 ở thôn Sa Lung là chủ cơ sở. Tổ công tác phát hiện tại phòng VIP 1 có 22 thanh niên gồm 15 nam và 7 nữ đang có biểu hiện nghi sử dụng trái phép chất ma túy.
công an thu giữ tại chỗ nhiều mẩu các viên nén bị vỡ và các cục màu xanh nghi là ma túy tổng hợp, tiền, điện thoại di động cùng một số vật chứng có liên quan. Kết quả kiểm tra cho thấy có 24 trên 39 đối tượng trong cả hai nhóm trên cho kết quả dương tính với ma túy. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào.